Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Trong hôm nay và ngày mai, toàn miền Bắc vẫn sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nguyên nhân là bởi vùng hội tụ gió trên cao vẫn còn đang hoạt động mạnh và gây ảnh hưởng lên thời tiết ở khu vực này. Riêng vùng núi phía Bắc còn có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang. Trong hai ngày này, thì trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận và cả khu vực Tây Nguyên có khả năng là xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu dao động từ 2 cho đến 5 mét và ở hạ lưu là từ 1 cho đến 3 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu các sông suối nhỏ từ Quảng Nam cho đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng đạt mức báo động 1 cho đến báo động 2 và có sông trên báo động 2. Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng đạt mức báo động 1, đỉnh lũ hạ lưu trên các sông chính ở mức dưới báo động 1. Kiểu thời tiết mưa nhiều ẩm độ cao cũng là điều kiện thuận lợi cho bệnh vàng lá thối rễ gây hại mạnh trên cây ăn quả có múi. Bởi mưa xuống, vườn trồng bị đọng nước chưa tiêu thoát kịp là các nguyên nhân làm cho suy yếu hệ miễn dịch của bộ rễ, tạo vết thương ở bộ rễ cây và là tiền đề cho sự phát sinh của vi nấm và tuyến trùng gây hại. Để khắc phục, bà con cần phải có chế độ canh tác bền vững và phòng trị kịp thời ngay từ đầu, cụ thể như sau. Bà con cần phải chú ý trồng cây ở nơi đất cao, thoát nước tốt, bón vôi vào đầu mùa mưa để có thể là sát khuẩn và ngăn ngừa nấm bệnh cũng như là tăng độ pH của đất. Bên cạnh đó, bà con cũng nên lưu ý tăng cường sử dụng cân đối phân hữu cơ với phân hóa học để ổn định cấu trúc đất. Và ngoài ra thì có thể bổ sung thêm nấm đối kháng Trichoderma với lượng từ 10 đến 20g một gốc giúp tiêu diệt các loài nấm bệnh lưu tồn ở trong đất. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.